Xin chào quý vị khán giả, Thiên Kim chào mừng quý vị đến với bản tin du học New World Education với chủ đề Úc, điểm đến du học lý tưởng. Chương trình được đăng tải trên website www.newworld.vn và kênh YouTube Du học New World Education. Kính thưa quý vị, thị trường du học Úc từ lâu đã rất phong phú thông tin để tiếp cận được người dân Việt Nam khi có ý định du học Úc cho con em của mình, giúp các bạn sinh viên Việt Nam tiếp cận được với kiến thức tiên tiến và bằng cấp quốc tế giá trị. Đất nước Úc cũng nổi tiếng về sự hiếu khách và thân thiện, là môi trường thích hợp cho các bạn sinh viên quốc tế cùng đến học tập và làm việc. Bản tin du học ngày hôm nay của chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị cũng là hành trang giúp các bạn học sinh sinh viên có thể có cách nhìn tổng quan về đất nước Úc và hệ thống giáo dục tại quốc gia này qua các điểm tin chính như sau. Đất nước Úc và các lý do chọn du học Úc. Hệ thống giáo dục tại Úc và nhóm trường Group of Eight. Chính sách visa ưu tiên du học Úc. Úc được chia làm 6 tiểu bang: Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia, Tasmania và bao gồm hai lãnh thổ đại lục, lãnh thổ thủ đô Canberra ACT và lãnh thổ phương Bắc Northern Territory. Các thành phố thu hút nhiều du học sinh quốc tế đến như Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth. Úc là một trong những quốc gia phát triển, sở hữu hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Chính sách học bổng cũng là điểm thu hút khi nói về du học Úc. Ngoài học bổng từ chính phủ, số lượng học bổng đến từ các trường công lập cũng rất dồi dào, lên đến 100% dành cho hầu hết các bậc học, đầu từ bậc trung học cho đến sau đại học. Nước Úc được mệnh danh là thiên đường xanh và sạch, đặc biệt phù hợp với người châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, Úc chỉ cách Việt Nam 8 giờ bay thẳng, rất thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước, để phụ huynh có thể dễ dàng sang thăm con em mình. Úc là một trong những quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp nhất thế giới, có lượng du học sinh quốc tế lớn hàng năm. Hệ thống giáo dục Úc bao gồm mẫu giáo, tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 6, trung học cơ sở, từ lớp 7 đến lớp 10. Đối với du học sinh quốc tế đến từ Việt Nam, độ tuổi phù hợp để du học Úc tức là đầu cấp 2, lớp 7, 13 tuổi. Trung học phổ thông, từ lớp 11 đến lớp 12. Các trường đại học Úc thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng top trường đại học tốt nhất thế giới. Điển hình là nhóm trường Group of Eight, University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney, University of Queensland, Monash University, University of New South Wales, University of Western Australia, The University of Adelaide. Chương trình bao gồm các bậc học: Anh ngữ, dự bị, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện tại chính sách visa ưu tiên Úc được áp dụng như sau: không yêu cầu chứng minh tài chính. Kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018, Việt Nam được nâng hạng từ bậc 3 lên bậc 2 trong việc xét duyệt visa du học theo đánh giá của Bộ Di trú Úc. Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên Việt Nam không cần chứng minh tài chính khi nộp xin visa tại hầu hết các trường ở Úc. Chính sách làm thêm vô cùng linh hoạt dành cho du học sinh quốc tế. Với visa sinh viên Úc, bạn có thể làm việc 40 giờ cho 2 tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ với mức lương vô cùng hấp dẫn. Cơ hội việc làm và định cư cao. Sau khi kết thúc các chương trình học từ 2 năm trở lên, sinh viên có thể ở lại Úc để tìm kiếm việc làm từ 2 đến 4 năm. Điều này cũng giúp các bạn áp dụng được các chương trình học tại trường vào thực tiễn. Đặc biệt, Úc là một trong những quốc gia có nhiều chính sách ưu đãi dành cho du học sinh quốc tế, trong đó phải kể đến chính sách ưu tiên dành cho vợ, chồng hoặc con cùng đến tham gia học tập, làm việc và sinh sống trong quá trình học của du học sinh đó. Ở thời điểm hiện tại, các bạn nên chuẩn bị trước cho việc chọn ngành, chọn trường và các thành tích học tập tốt cho bộ hồ sơ hoàn chỉnh để kịp thời hạn ghi danh. Ngoài ra, các bạn còn cần chuẩn bị thêm kiến thức để thực hiện các bài kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn từ trường tại Úc. Việc tìm hiểu sâu về chương trình học tương lai và cơ hội nghề nghiệp cho ngành học cũng là yếu tố quan trọng cần giải trình trong thư gửi bộ phận lãnh sự để xin xét visa du học. Các bạn cũng nên nắm rõ các chính sách visa dành cho du học sinh quốc tế để có sự am hiểu và thực hiện đúng luật. Đến với công ty New World Education, các bạn sẽ được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình về cách thức chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách chỉnh chu và tỉ mỉ nhất. Kính thưa quý vị, thông tin chính sách visa ưu tiên Úc cũng đã khép lại bản tin du học của chúng tôi ngày hôm nay. Công ty New World Education hy vọng sẽ cùng đồng hành quý vị trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học cho chính mình.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài miễn cước cuộc gọi 1-800-6577 hoặc truy cập vào website www.newedu.vn để được tư vấn và làm hồ sơ du học miễn phí. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh du học New World Education để đón xem những cập nhật mới nhất về thông tin du học các nước. Thiên Kim xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.